Hello hello, chúng mình ngay đã quay trở lại với video tiếp theo của NTC Reaction. Và tất nhiên rồi, để tiếp tục một chuyện đấu phá thương khung phần 4 tập 29 thì không có lý do gì mà chúng ta không đến với phần tiếp theo rồi phải không nào? Đấu phá thương khung phần 4 tập 30, hẹn ước 35 của Tiêu Viêm và Lạp Đàn Yên Nhiên phần 9. Trước khi đến với chủ chính của video ngày hôm nay thì mình xin phép gửi đến em lời chúc tốt đẹp nhất. Và nếu như anh xem video này, nếu như mà thay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhá. Còn bây giờ thì không dài dòng nữa, chúng ta sẽ đến với tập truyện của ngày hôm nay thôi nào. Một bên Lạp Lạn Yên Nhiên che miệng cười rồi nói: Nham Kiêu tiên sinh thật sự là khiêm nhường. Không nhắc đến Di Hỏa, tuổi tác như vậy có thể trở thành nhị phẩm luyện dược sư, có thể dạy dỗ được đệ tử như vậy, bản lãnh của sư phụ tự nhiên là không thấp. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm dung nhan xinh đẹp của Lạp Lạn Yên Nhiên, đột nhiên hạ thấp giọng thì thào: Không có biện pháp, cũng là bị người bức ra mà thôi. Lạp Lạn Yên Nhiên giữ người ra, không biết vì sao đối phương nhìn mình bằng loại ánh mắt như vậy, khiến trong lòng của nàng không kiềm chế được có chút rung động, nhẹ lắc đầu. Vừa định nói chút gì đó, Tiêu Viêm lại hướng về phía mọi người chấp tay, đạm mạc cười nói: Xin lỗi, các hạ còn có chút việc, không cùng với chư vị tán gẫu, cáo từ. Dứt lời, Tiêu Viêm trực tiếp hướng về ngã tư đường cất bước, theo tầm mắt của Lạp Lan Yên Nhiên từ từ biến mất trong dòng người. Nhìn Tiêu Viêm biến mất, Liễu Linh không nhịn được hỏi lại lần nữa: Yên Nhiên, hắn thật sự là có gì hóa? Đúng rồi, Nham Kiêu tiên sinh thực lực không tồi, khống chế hỏa thuật sợ rằng không kém người. Trên phương diện luyện đan là hạng nhất, nhiều năm như vậy trong những người cùng lứa tuổi, ta thấy duy nhất hắn có lẽ là có thể vượt qua người. Lạp Lan Yên Nhiên gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn về phía cuối ngã tư đường, tinh thần hơi có chút hoảng hốt. Không biết vì sao, vị thanh niên lạnh lùng này luôn luôn làm cho nàng có một loại cảm giác cực kỳ là quỷ dị. Loại cảm giác này là nàng chưa bao giờ có được trên người Liễu Linh. Khẽ cau mày nhìn bộ dáng thất thần của Lạp Lan Yên Nhiên vẫn chằm chằm nhìn về phía ngã tư đường, nắm tay Liễu Linh không tự giác được siết chặt, trong lòng tồn tại chút ý ghen tuông. Trong căn phòng yên lặng, ngồi xếp bằng trên giường, Tiêu Viêm chậm rãi mở con mắt màu đen. Đúng lúc này, tinh mang chợt hiện, một ngụm chọc khí theo yết hầu phun ra. Tiêu Viêm trên khuôn mặt mơ hồ là tản ra hào quang nhạt nhạt hiển nhiên. Trải qua lần tu luyện này, trong cơ thể đấu khí cơ hồ là lại tăng tiến, cảm thụ được trong cơ thể đấu khí càng thêm hung hồn. Tiêu Viêm không nhịn được thấp giọng lẩm bẩm, năng lượng ẩn chứa trong lạc độc này thật sự là khổng lồ. Cho dù ta nhiều lần luyện hóa như vậy, vẫn như cũ còn thừa lại lượng lớn. Có điều có được loại năng lượng này, nhưng cũng phải trả giá rất là lớn. Cười khổ một tiếng, Tiêu Viêm tay phải nhoáng lên, một đám hỏa diệm màu xanh bốc lên. Trên người hỏa diễm mơ hồ là ẩn hiện màu đen, cuối cùng bị Tiêu Viêm hoàn toàn áp xúc về ngón giữa. Nhất thời, ngón tay đen dài trở lên đen kịt như mực, nhìn qua có chút quỷ dị. Ây, lạc độc càng ngày càng đậm, nhìn màu sắc trên ngón tay càng trở lên đậm hơn. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, ngón tay quay về phía chiếc giường điểm nhẹ. Một trụ cứng rắn nhất thời bị ăn mòn hình thành một cái lỗ trống. Mà thôi, bỏ đi, chỉ cần đoạt được thất huyễn thành linh tiên, khi nó tới tay, có thể làm cho sư phụ thức tỉnh. Đến lúc đó mấy cái vấn đề này hẳn là có biện pháp giải quyết. Nhìn chăm chăm ngón tay thật lâu, Tiêu Viêm lẩm bẩm rồi nói: Mặc dù thứ này rất là nguy hiểm, nhưng hai ngày nay năng lượng được hấp thụ từ lạc độc cũng cho ta một cỗ lực lượng xa xỉ. Dựa theo mức độ này, đã đến lúc lạc độc trong cơ thể của Lạp Lan Kiệt hoàn toàn hấp thụ hết, sợ rằng đủ để cho ta từ lục tinh đấu sư đạt tới thất tinh đấu sư. Hơi lắc đầu, ngón tay Tiêu Viêm thu lại, màu sắc đen kịt nhanh chóng rút đi, một lát sau đó biến trở về hình bình thường. Lúc Tiêu Viêm thu hồi bàn tay, cửa phòng đóng chặt nhẹ nhàng bị đẩy ra. Hải Bá Đông lười biếng đi tới, liếc mắt đảo qua người Tiêu Viêm, nhìn sắc mặt không được tốt của hắn, không khỏi cười nói: Như thế nào, đi Lạp Lan gia tộc người bị khinh bỉ sao? Nếu không lần sau để ta cùng đi với ngươi. Bất đắc sĩ lắc đầu, Tiêu Viêm từ trên giường nhảy xuống rồi nói: Vẫn là có chuyện về lạc độc, di hòa của ta. Giống như không làm gì được nó, mỗi lần giúp Lạp Lan Kiệt khu độc, lạc độc trong cơ thể của ta càng thêm lồng hậu, trở lên mạnh mẽ hơn sao? Nghe vậy, Hải Bá Đông ngẩn ra, chợt cau mày rồi nói: Nếu như vậy, đừng khu lạc độc cho hắn nữa. Ta cũng không tin tưởng người là cái loại người tốt lành gì như thế. Hơn nữa người giống như là cùng Lạp Lan gia tộc, Lạp Lan Yên Nhiên có chút ân oán. Tiêu Viêm nhún vai thản nhiên nói: Ta muốn thất huyễn thành linh tiên, chẳng lẽ chúng ta đi cưỡng đoạt? Việc này không thể làm được. Lạp Lan gia tộc bởi vì có Lạp Lan Yên Nhiên cho nên cùng với Vân Lam Tông có quan hệ rất đặc biệt tốt. Hơn nữa gia tộc này tại đế quốc cũng cực kỳ là có phân lượng. Nếu bọn họ gặp chuyện không may mà nói, lão yêu quái trong hoàng thất cũng sẽ ra tay. Ngươi cho rằng chúng ta có thực lực kháng cự hai đại thế lực hay sao? Hải Bá Đông ngượng ngùng cười rồi nói: Việc đó thì chưa cần thiết. Hiện tại muốn có được thất huyễn thành linh tiên cũng chỉ có cách chữa khỏi cho Lạp Lan Kiệt. Mặc dù lạc độc này rất là nguy hiểm, nhưng mà ít nhất hiện tại tựa hồ là đối với ta không có phát sinh thương tổn gì. Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu. Trải qua phân tích của Hải Bá Đông, trong lòng hắn thực sự xuất hiện vài phần ngưng trọng. Lạp Lan gia tộc không hổ là một trong đế quốc tam đại gia tộc, có rất nhiều thế lực cường đại sau lưng. Giang tay, Hải Bá Đông nói:
Tùy ngươi, chỉ cần ngươi đừng đem chính mình vùi lấp. Ta còn chờ ngươi luyện chế phục linh tử đan chứ. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi đem được dược liệu thu thập đầy đủ hết, ta sẽ thay ngươi luyện chế. Tuy nói duyên cớ là bởi vì Phật Lộ Hỏa Liên làm cho linh hồn lực lượng có chút bị thương tổn. Có điều luyện chế phục linh đan hẳn là không phải là việc gì khó. Tiêu Viêm chậm rãi đi tới bên cạnh bàn, đem tập văn trên bàn mở ra. Sau đó từ lạp giới lấy ra dược đính, thuận miệng rồi nói. Cười gật đầu, Hải Bất Đông nhìn hành động của Tiêu Viêm có chút ngạc nhiên rồi nói. Yên tâm đi, ta đối với ngươi tự nhiên là có lòng tin, mà đây là cái gì? Tiêu Viêm từ lạp giới lấy ra từng dạng dược liệu khác nhau, hướng về phía Hải Bất Đông cười rồi nói. Ta xem ngươi hay là tiếp tục đi ra ngoài dạo chơi đi, ta muốn bắt đầu tu luyện dược liệu thuật. Sao? Ta mới vừa về không lâu, nghe vậy Hải Bất Đông cười khổ lắc đầu. Một lát sau, nhìn thấy Tiêu Viêm nghiêng đầu chăm chú nhìn hắn, đành phải bất đắc dĩ bĩ môi rồi nói. Quên đi, ngươi cứ tập luyện, ta đi ra ngoài một chút. Vừa nói hắn xoay người mở cửa phòng, không tình nguyện bước đi ra ngoài. Hắn cũng biết trong quá trình luyện dược sư luyện chế đan dược sẽ không thoải mái nếu chung quanh có người quấy rầy. Nhìn cửa phòng chậm rãi đóng lại, Tiêu Viêm lúc này mới đem ánh mắt hướng về phía dược đỉnh trước mặt, bàn tay chậm rãi cầm một ít dược liệu trên mặt bàn, khẽ cau mày trầm ngâm. Trải qua gần thời gian một năm khổ tu ở sa mạc, đặc biệt gần nhất bởi vì dùng địa hỏa liên tâm là duyên cớ khiến cho thanh liên địa tâm hỏa khế hợp tăng cao, hắn có lòng tin muốn khảo hạch tam phẩm luyện dược sư cũng không phải là chuyện quá mức khó khăn, bởi vì tam phẩm luyện dược sư chú trọng nhất đó là năng lượng điều khiển hỏa diễm, mà ở điểm này Tiêu Viêm thậm chí có tự tin cùng với tứ phẩm luyện dược sư so sánh. Ây, nhưng mà cho dù là như vậy, muốn thuận lợi lấy được vị trí quán quân trong luyện dược sư đại hội cũng không phải là chuyện dễ dàng, đối thủ cũng đâu có phải là ngọn đèn cạn dầu. Thở dài lắc đầu, Tiêu Viêm nhớ tới hôm nay gặp Liễu Linh, đệ tử của Cổ Hà. Mặc dù vẫn chưa đích thân thấy qua đối phương ra tay, có điều lấy bản lĩnh của Cổ Hà, đệ tử mà hắn dạy dỗ tự nhiên là khó có khả năng là phế vật. Hơn nữa tại lúc đối mặt, Tiêu Viêm cũng là đích xác cảm nhận được đối phương trong lời nói của đối phương ẩn chứa một sự tự tin. Luồng tự tin này không phải là giả mạo. Đây là một người thực lực đích xác có chút tiền vốn mới có khả năng sở hữu. Bàn tay trả sát dược đỉnh lạnh lẽo, Tiêu Viêm đột nhiên nhún vai khẽ cười rồi nói. Đương nhiên ta cũng không phải là ngọn đèn cạn dầu. Nếu là tại luyện dược đại hội bại bởi Liễu Linh, vậy chẳng phải nói là ngay cả sư phụ so với Cổ Hà cũng kém hơn hay sao? Đây chính là không được. Chậm rãi thở dài một hơi, Tiêu Viêm mím môi. Sau đó một lúc lâu thản nhiên cười cười, co ngón tay khẽ bắn tới dược đỉnh một luồng hỏa diễm. Thanh sắc hỏa diễm nhanh chóng tiến vào, theo một đạo âm thanh rất là nhỏ, thanh sắc hỏa diễm tại phía trên dược đỉnh bốc lên. Trước thử luyện chế tam phẩm đan dược xem sao, bàn tay đặt trên mặt bàn lướt qua các loại dược liệu, cuối cùng dừng lại vài cọng dược thảo, lòng bàn tay hơi khum lại, hấp lực rất nhỏ hút chúng vào trong lòng bàn tay, sau đó tùy ý bỏ vào trong dược đỉnh. Nhìn chăm chú dược liệu bị màu xanh hỏa diễm tách ra bao quanh, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, trong óc tự động hiện ra phương thuốc có một loại tam phẩm đan dược. Phương thuốc này đều là tại lúc tu luyện, dược lão thỉnh thoảng lấy linh hồn lực lượng quán chú cấp cho Tiêu Viêm. Hiện giờ muốn sử dụng tự nhiên là cực kỳ đơn giản. Tinh thần đan, tam phẩm đan dược có thể khiến cho dùng người tại trạng thái tu luyện, đối với cảm ứng thiên địa năng lượng từ ngoại giới càng thêm mẫn cảm. Hấp thụ năng lượng tốc độ cũng sẽ tăng cao, tài liệu để luyện chế gồm có thanh tâm tam diệp thảo 35 tuổi, Phật tâm quả đã chín, hấp linh thụ 10 tuổi, tam giai ma hạch một miếng. Trong đầu chậm rãi nghiên cứu ghi chép dược liệu trong phương thuốc, một hồi lâu sau, Tiêu Viêm mười đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng di động. Nhất thời hỏa diễm trong dược đỉnh mãnh liệt thiêu bốc lên. Theo Tiêu Viêm bắt đầu luyện dược, nhiệt độ cũng từ từ đề cao. Sương khói nhàn nhạt từ dược đỉnh cuối cùng lượn lờ tại bên trong gian phòng, khiến cho mây mù lượn lờ. Bởi vì lần đầu tiên luyện chế loại đan dược này, cho nên hai lần đầu không có gì quá bất ngờ xảy ra khi Tiêu Viêm thiêu hủy hết toàn bộ dược liệu. Có điều vẫn không làm cho hắn thất vọng, dù sao luyện chế đan dược thất bại, ngay cả dược lão có đích thân ra tay cũng là khó có thể tránh khỏi. Cho nên khi dừng lửa, tổng kết kinh nghiệm thất bại, Tiêu Viêm nhanh chóng nắm giữ hỏa hầu đan dược. Tại lần thứ 3 luyện chế, một quả tinh thần đan tròn lộng lẫy, sau hơn 2 giờ gằng co, rốt cuộc xuất hiện. Nhìn bình tinh thần đan nằm yên tĩnh, Tiêu Viêm lau mồ hôi trên trán một phen, hài lòng cười cười, sau đó lại khởi hỏa, rồi lại tiếp tục luyện chế. Tiêu hao thời gian đến quá trưa, Tiêu Viêm luyện chế tinh thần đan xác suất thành công cũng đã đạt tới tốc độ ổn định khả quan. Đống dược liệu trên mặt bàn cũng không có bao nhiêu, 3 bình tinh thần đan đã nằm trong bình ngọc. Cẩn thận thu chiếc bình có chứa 3 viên tinh thần đan thu vào trong lạp giới. Thần sắc mệt mỏi trên khuôn mặt của Tiêu Viêm cơ hồ là khó có thể che giấu, lau dọn sạch sẽ mặt bàn, sau đó là cất bước chân có chút uể oải đi về phía giường ngủ. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi, các bạn thấy nó thế nào? Nếu như mà thay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhá. Cũng như là nếu như em thấy quảng cáo thì quên kích vào để ủng hộ cho mình những gói mì tôm hảo hảo thơm ngon bổ dưỡng.
Và các bạn cũng đừng quên đón chờ chương trình Đấu Phá Thương Khung phần 4 tập 31 sẽ được phát sóng trực tiếp từ kênh NTG Reaction. Cuối cùng thì mình, NTG, xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xin phép được hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.